Em xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thật sự thì cũng quá lâu lắm rồi. Thì em mới mua về một chiếc Lexus 570, còn giữ cực kỳ là đẹp nhá quý anh chị nhá. Thì trước mặt quý anh chị đây là chiếc Lexus LX570. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2012 nhá. Xe mang tên tư nhân, biển kiểm soát Hà Nội. Đây là cái phiên bản nhập Mỹ nhá quý anh chị nhá. Hiện tại thì chiếc xe này chạy được hơn 8 vạn mai thôi, tức là tầm 12 vạn km nhá quý anh chị nhá. Và được chủ xe bảo hành, bảo dưỡng định kỳ. Với những chiếc xe mà em bán ra thì em sẽ cam kết với quý anh chị xe không đâm đụng này, không ngập nước, máy móc hột số vẫn còn nguyên bản hết theo xe nhá quý anh chị nhá. Đó. Chiếc xe có màu ngoại thất là màu đen và nội thất là màu kem nhá. Ghế da vẫn còn giữ nguyên bản hết theo xe, tất cả bên trong khoang nội thất nhá quý anh chị nhá. Và sẽ được trang bị rất là nhiều option. Và đây là cái phiên bản nhập Mỹ nhá. Sẽ có lưng hạ gầm này và loa mắc lê vi sơn. Đó. Đây là cái phiên bản nhập Mỹ nhá. Sẽ có dòng chữ tiếng Anh ở trên cái phần gương này. Đó. Hiện tại thì chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 510 triệu nhá quý chị nhá. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Đó. Đi 570 thì nó cực kỳ là sướng quý anh chị ạ. Vì nó có cảm giác bên trong khoang nội thất nhá, nó rất là rộng rãi và cực kỳ là thoải mái nhá. Đó, đi hàng ghế thứ hai. Ghế da vẫn còn giữ nguyên bản hết theo xe và xe cũng sẽ được trang bị 3 màn hình DVD nhiều rồi nhá quý anh chị nhá. Xe này em mới mua về nên không làm bất cứ một chi tiết gì nhá. Đó. Xe còn giữ rất là mới. Từ phần gỗ này đến phần tam ly của phần cánh cửa nhá. Nó còn rất là mới quý anh chị ạ. Đó, ốc này chưa có hề có một vết vặn gì nhá. 570 thì nó sẽ sử dụng khối động cơ 5.7 hút khí tự nhiên nhá. Đó, là răng này, 5 chấu kép. Mặt lốp cũng cực kỳ là dày nhá quý anh chị nhá. Về tổng thể từ phần nền sơn đến phần thân vỏ của chiếc xe được chủ xe giữ gìn nguyên bản. Đó. Xe mang biển kiểm soát Hà Nội rồi nhá quý anh chị nhá. Hàng ghế thứ ba thì hầu như là chưa có ai ngồi. Nó còn rất là mới quý anh chị ạ. Sẽ được chỉnh điện này, quý anh chị có thấy này. Đó. Thì cùng phân khúc của chiếc Lexus 570 này thì có những chiếc xe mà đến từ thương hiệu của nước Đức. Đó là chiếc Mercedes-Benz GLS và chiếc BMW X7 nhá quý anh chị nhá. Mỗi chiếc xe thì đều có những ưu nhược điểm riêng. Nó những dòng xe Đức thì nó sẽ được trang bị rất là nhiều option và thiết kế nhìn nó rất là đẹp. Riêng về dòng 570 thì đi nó có cảm giác ngồi về phần nội thất thì nó rất là rộng rãi và Lexus thì nó rất là bền quý anh chị ạ. Đi nó cực kỳ là lành. Độ thanh khoản của chiếc xe thì cực kỳ là tốt nhá quý anh chị nhá. Hàng ghế thứ hai thì cũng sẽ được trang bị các nút sưởi ghế hay cổng gió điều hòa các thứ. Đó. Xe này còn giữ quá là mới quý anh chị ạ. Xe này em đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 510 triệu nhá. Giá này em vẫn còn thương lượng và linh động. Đó. Đây là cái phiên bản nhập Mỹ thì nó sẽ có cái dòng chữ Made in
Java, nhưng là nó là xuất sang thị trường Mỹ nhá quý anh chị nhá. Nó sản xuất vào tháng 9 năm 2012 này. Những đường ốc các thứ nhá được chủ xe giữ nguyên bản hết theo xe. Đó. Có cửa sổ trời này. Nếu mà chiếc xe này mà quý anh chị đã đi rồi nhá, ngồi bên trong khoang nội thất cực kỳ là thích quý anh chị ạ. Nó rộng rãi mà cách âm cực kỳ là tốt. Mới cảm giác được cái giá trị của chiếc xe này. Hiện tại thì chiếc xe này của em chạy được 8,5 vạn mai nhá, tức là tầm 12 vạn km thôi. Tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe được chủ xe giữ gìn nguyên bản hết theo xe. Đó, đây là camera lùi này. Rất là led quý anh chị ạ. Xe thì sẽ được trang bị dàn loa Marley-Vision nhá, nghe rất là hay. Đó, có chế độ gài cầu này, có lưng hạ gầm các thứ nhá, chế độ sport, chế độ lái. Đó, đi 570 thì cực kỳ là thích quý anh chị ạ. Có sưởi vô lăng các thứ này, đèn thì tất cả đều được tự động nhá quý anh chị nhá. Để tìm được một chiếc xe mà cùng đời với chiếc xe này ở trên thị trường thì cũng rất là hiếm. Có một chiếc xe nó chạy cực kỳ là ít và giữ gìn nó còn rất là mới. Thì sau đây thì em xin tổng kết lại nhá. Hiện tại thì bên em mới về một chiếc Lexus LX570. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2012 nhá. Xe mang tên tư nhân, biển Hà Nội rồi. Bên em đang chào bán với mức giá là 3 tỷ 510 triệu nhá. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình, hoặc là đến trực tiếp tại Sum của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, Sum Hà Nội K, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Thì phần cuối video thì em xin quý anh chị muốn like, muốn subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.